Vâng, thưa quý vị, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tới với thời lượng khỏe hơn đẹp hơn. Về vấn đề khỏe hơn đẹp hơn thì có lẽ là một trong những cái chủ đề mà thường sẽ ưu ái dành nhiều hơn cho các chị em phụ nữ, bởi vì họ cũng quy cho cùng là phái đẹp và cũng thích chăm sóc bản thân mình nhiều hơn. Họ sẽ chăm sóc da mình là làm sao cho da mình đẹp hơn mỗi ngày, đặc biệt là trong cái thời điểm mà chuyển tiếp từ mùa hạ sang mùa thu, rồi từ mùa thu lại sang mùa đông. Thời điểm này da của chúng ta có lúc bị quá khô nhưng mà có lúc lại bị quá ẩm, và rất khó để có thể là giúp cho da mình thật sự đẹp trong cái mùa đỏng đảnh như thế này. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu tới một phương pháp mà các chị em hay được gọi đây giống như là thần dược để giúp làn da của mình là cải lão hoàn đồng, đó chính là cách peel da. Đối với cái phương pháp peel da này, Quyên chưa từng trải nghiệm. Không biết là ở đây là chị Trịnh Vân Anh và Phương Anh trải nghiệm chưa? Mình thì trải nghiệm thì chưa, tuy nhiên là cũng đã từng nghe đến rất là nhiều. Và chính bản thân mình cũng đã từng có ý định thực hiện dịch vụ này và đến để lắng nghe tư vấn. Tuy nhiên thì thời điểm đó thì thực sự là cái công việc nó vẫn rất là liên tục. Sau khi peel da, thực sự là chúng ta sẽ cần phải có cái thời gian nghỉ dưỡng cho làn da, ví dụ như là cố gắng tránh nắng và đặc biệt là kiêng trang điểm. Nhưng mà ở cái thời điểm đó thì mình không thể kiêng được trang điểm, ví dụ trong cái thời gian dài, ví dụ như là một tuần hay là dài hơn thế. Thì mà nếu như mà chúng ta lại vẫn peel da xong mà chúng ta vẫn cố gắng để trang điểm chẳng hạn thì nó sẽ không đạt được hiệu quả. Và đôi khi nó còn khiến chúng ta, da của chúng ta lại còn có những cái tổn thương hơn. Và sau đó thì cũng mình cũng lu bu và mình quên đi mất cái việc đó. Và đúng là đến thời điểm này thì vẫn chưa bao giờ thực hiện cái peel da cả. Không biết là Phương Anh thì có trải nghiệm nào chưa? Em thì cũng chưa bao giờ peel da, nhưng mà em đã được nhìn rất là nhiều chị em bạn dì làm cái dịch vụ này rồi. Và công nhận nha, sau khi mà mọi người làm xong thì cái da nó như kiểu là, như là một cái làn da mới hoàn toàn. Được tái tạo hoàn toàn, rất là mịn, lỗ chân lông rất là nhỏ và rất là trơn láng, rất là đẹp. Tuy nhiên thì đúng là cái khâu mà chăm sóc sau đó thì ai cũng sẽ phải rất là cẩn thận. Bởi vì mình cứ hình dung là mỗi một lần mà mình thay da như vậy, giống như là kiểu lột da một cái lớp mỏng ở trên bề mặt da ấy, thì đương nhiên là cái da của mình nó sẽ mỏng đi và sẽ cần một khoảng thời gian để có thể là tái tạo phục hồi lại. Và trong khoảng thời gian đó nếu mà chúng ta không chú ý thì rất có thể da sẽ gặp phải những cái vấn đề kích ứng, rồi là mẩn ngứa và bị mụn nhiều hơn rất là nhiều. Và những cái vấn đề bị của da sau khi peel xong mà chúng ta mắc phải thì cái phần chữa lại rất là khó so với da ban đầu của chúng ta. Vậy là có vẻ là cái việc mà chúng ta tác động vào rất là nhiều lớp bề mặt của da, như là đầu tiên là chúng ta để peel được da hay còn gọi là lột da hoặc là thay da mới đó, là mình phải loại bỏ tế bào chết nè, bụi bẩn, vi khuẩn nằm sâu trong lỗ chân lông. Sau đó thì mình mới bắt đầu tái tạo vào từng cái lớp biểu bì da khác nhau, như mình tác động vào hạ bì rồi sau đó đến biểu bì. Và mỗi một lần tác động như vậy thì da của chúng ta sẽ được hình thành và tái tạo, cũng như giúp da có thể trắng sáng, mịn màng hơn. Cái việc này sẽ giúp hỗ trợ và điều trị một số vấn đề về da, như là điều trị nám nè, hay là bị sạm da, hoặc là lỗ chân lông to. Và cái quá trình để thực hiện việc peel da thì cũng có những cái cách peel da rất là khác nhau. Và chúng ta thấy rằng là tùy từng cấp độ thì chúng ta có peel da nông này, trung bình cũng như là sâu. Và peel da thì là phương pháp chăm sóc da cũng khá là phức tạp. Và để có được một làn da đẹp ưng ý thì có thể là chúng ta sẽ phải thực hiện theo một cái liệu trình 2 tới 3 lần mà bác sĩ cũng sẽ đưa ra, cũng như là tư vấn thăm khám khi mà chúng ta mong muốn thực hiện việc này. Tuy nhiên thì trong thời gian gần đây thì có rất là nhiều người lựa chọn là peel da tại nhà với những cái set peel khá là dễ tìm thấy trên mạng để tiết kiệm được chi phí cũng như là về thời gian. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể peel da tại nhà an toàn mà vẫn đảm bảo được hiệu quả, thì xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi những thông tin và cuộc trò chuyện của chúng tôi. Làm trắng da, trị mụn, thăm nám, tái tạo da, làm săn chắc da, hiệu quả cao, nguyên liệu tự nhiên, đó là những lời quảng cáo từ rất nhiều trang bán mỹ phẩm khi nói về peel. Chính vì những lời quảng cáo như rốt mặt vào tai như thế này, rất nhiều người đã đua nhau mua về sử dụng, mặc dù giá cả không hề rẻ. Peel da là hình thức lột da bằng hóa chất, là quá trình điều trị da với cải thiện của mô điều trị, nhìn thấy được bằng cách dùng dung dịch chất bào mòn da. Nó có thể đơn giản là làm tăng quá trình bong vảy da, nhưng cũng có thể phá hủy hoàn toàn thượng bì hoặc một phần trung bì, chủ yếu là do đông vốn và tiêu hủy protein. Tác dụng đến độ sâu khác nhau, quá trình tái sinh ở mức độ khác nhau phụ thuộc vào các chất bào mòn và cách sử dụng. Biện pháp này hiệu quả và linh hoạt, thích nghi phần lớn các đối tượng và mọi vị trí trên da. Tuy nhiên, mức độ tác động nông hay sâu sẽ ảnh hưởng nhiều đến kết quả điều trị cũng như nguy cơ tai biến. Độ sâu càng lớn thì tác dụng sẽ rõ ràng nhưng nguy cơ tai biến cũng lớn. Xin chào chuyên gia Ngọc Hiền. Cảm ơn chuyên gia đã dành thời gian trò chuyện cùng với chúng tôi. Xin chào Minh Tiệp, xin chào khán giả đang theo dõi chương trình. Thời gian gần đây thì peel da luôn được rất là nhiều những chị em phụ nữ lựa chọn. Thế thì chuyên gia có thể chia sẻ về phương pháp peel da này được không ạ?
Peel da là một cái phương pháp mà nó giúp trẻ hóa da và điều trị những cái vấn đề mà da đang gặp phải, ví dụ như các vấn đề về lão hóa. Thì như Tiệp và mọi người cũng biết là theo thời gian, độ tuổi và đồng thời với những cái tác nhân của môi trường giống như là khói bụi và stress, công việc, rất là nhiều cái tác động vào thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái sức khỏe của làn da. Thì peel da khi mà mình sử dụng đúng cách, hay là mình gọi peel da thông thường hoặc là gọi là peel da hóa học, thì nó là một cái phương pháp mà làm trẻ hóa làn da và khắc phục những cái nhược điểm trên da mà thường thường chúng ta hay gặp phải. Thông thường peel da thường được lựa chọn ở các viện thẩm mỹ hoặc là các spa uy tín. Thế nhưng mà thời gian gần đây thì cái việc mua những cái set để peel da tại nhà luôn được lựa chọn của rất là nhiều người. Vậy peel da tại nhà như thế nào là an toàn và có làm mỏng da hay là không? Peel da thì chúng ta có phân loại ra thì chúng ta có 3 loại peel da cơ bản. Đầu tiên là peel da ở lớp thượng bì, tiếp theo là peel da ở lớp trung bì và cuối cùng là peel da ở lớp hạ bì. Thì đối với peel da ở lớp thượng bì, cái việc peel da đó nó khá là đơn giản, nghĩa là nó chỉ là một cái tác động giống như là tẩy tế bào chết để làm sạch da. Thì phương pháp này là phương pháp hoàn toàn an toàn nên là chúng ta có thể sử dụng tại nhà rất là ổn. Còn cái mức độ thứ hai là phương pháp peel da ở lớp trung bì là để cải thiện một số vấn đề liên quan tới sắc tố da, làm sáng da hoặc là điều trị thâm nám tàn nhang. Thì đối với những cái vấn đề này, khi mà peel da chúng ta cũng sẽ cần có một cái kiến thức rõ ràng và cần có những cái sản phẩm dưỡng chất để chăm sóc da tại nhà sau khi peel. Vì ở mức độ này là mức độ sâu hơn rồi, cho nên là nếu mà chúng ta không có đủ kiến thức và kỹ năng để mà chúng ta áp dụng cho chính bản thân mình thì việc peel da này nó sẽ mang tới những cái nhược điểm cũng như những cái tác dụng phụ của peel. Và ở cái lớp cuối cùng là lớp peel da trung bì, thì peel da trung bì là cái loại peel da có thể giúp cho chúng ta lão hóa ở tầng sâu, điều trị lão hóa ở tầng sâu, ví dụ như là làm giảm nhăn và cải thiện những vấn đề liên quan tới sẹo rỗ của da nữa. Thì với cái peel da tầng sâu, chúng ta phải cực kỳ lưu ý ở một việc, đó là nếu mà chúng ta không có đủ kiến thức và khả năng chuyên môn để peel thì chúng ta dễ bị nhiễm trùng da hoặc là đôi khi có những cái tình trạng như là bỏng da. Với phương pháp peel da thì những cái nền da như thế nào thì không nên peel da? Một số cái loại da mà chúng ta không nên peel da, nghĩa là một số loại da thông thường rất là nhạy cảm, hoặc là những cái loại da mà rất là dễ gặp các vấn đề về tăng sắc tố, cũng như là những người mà chưa có cái chế độ chăm sóc da sau peel phù hợp, thì chúng ta nên cân nhắc kỹ trước khi mà chúng ta thực hiện cái quá trình peel da tại nhà. Trước khi mà đi peel da thì chúng ta cần phải làm như thế nào, cần lưu ý cái điều gì hay không trước khi mà đi peel da? Trước khi peel thì chúng ta cần chuẩn bị sẵn cái quá trình mà chúng ta peel, nghĩa là chúng ta sẽ set up sẵn một cái liệu trình mà mình peel, mình cần sắp xếp những gì và cái thời gian cũng như tính chất công việc của chúng ta nó có phù hợp cho cái việc peel da hay không. Bởi vì giai đoạn đầu sau peel da là giai đoạn mà chúng ta rất là cần để mà tránh nắng tốt nè, rồi những cái dưỡng chất nào nó phù hợp thật sự đối với cái làn da của mình thì chúng ta cũng chuẩn bị sẵn. Còn nếu mà chúng ta chưa có được đủ cái kiến thức cũng như là chúng ta chưa hiểu được da chúng ta thuộc loại da nào, sử dụng cái peel ở cái mức độ nào cho phù hợp, hoạt chất nào phù hợp nhất với da cũng như là cái chế độ chăm sóc sau peel, thì chúng ta cũng nên cân nhắc kỹ lại và tham khảo với các chuyên gia nhiều hơn để mà mình có một cái chế độ peel phù hợp. Lời khuyên của chuyên gia đối với những bạn mà có nhu cầu muốn peel da tại nhà hoặc là có nhu cầu peel da. Với góc độ là một chuyên gia về da liễu thì mình không cổ suý cái việc mà sử dụng peel da tại nhà, đặc biệt là peel da của các bạn hot girl và không có đủ cái nguồn gốc xuất xứ cũng như là cái thành phần nó, cái nồng độ peel chưa rõ ràng. Tại vì như mình nói khi nãy là peel da nó tùy vào cái mức độ, cái nồng độ và cái loại da để mình lựa chọn được cái sản phẩm thực sự là phù hợp cho cái peel da. Còn khi mà chúng ta mua online trên mạng thì thực chất ra ngay cả những người bán người ta cũng không đủ kiến thức để người ta có thể phân tích cũng như chưa có thể gặp được cái bề mặt da của mình ở bên ngoài, cái tính chất da của mình ra làm sao để lựa chọn cái loại peel da phù hợp, thì nó sẽ không mang lại, một là nó sẽ không mang lại hiệu quả trong cái việc peel da, hai là nó sẽ mang lại những cái tác động không mong muốn cho cái peel da đó. Và như chúng ta cũng thấy là có rất là nhiều bạn trẻ bây giờ có những cái suy nghĩ hơi sai lầm một chút xíu là peel da là phải làm mạnh để da nó bong hết cái lớp bên ngoài đi thì nó sẽ đẹp hơn, nó sẽ trắng sáng hơn. Tuy nhiên là giống như hồi nãy mình có chia sẻ là nếu mà chúng ta peel da không phù hợp thì cái việc nhiễm trùng da là một trong những tác dụng phụ rất nguy hiểm của peel da mà gần đây bên mình cũng là tiếp nhận rất là nhiều cái trường hợp không mong muốn như thế. Một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia Ngọc Hiền rất là nhiều đã dành thời gian trò chuyện cùng với chúng tôi cũng như là cung cấp rất là nhiều những thông tin bổ ích về cách peel da.